Ra hải sản. Ê, mến chào cả nhà. Bữa nay làm bữa hải sản à, quá hoành tráng luôn. Hải sản với lại lát chanh. Trời ơi, tôm hùm bông, tôm hùm Canada nè, cua Canada luôn nha. Cái con tôm hùm Canada còn sống luôn nha cả nhà. Thấy thấy chưa? Nó chảy dần đặt đó. Càng kiết thì con tôm hùm bông nữa nè. Hai ba con tôm hùm bông. Con tôm hùm Canada chà bá luôn. Cái cua này nọ. Rồi. Giờ cho vô hấp xả. Không, để đắp cái đó đi, cái này cần hấp xả. Đó, cái đó là ấy ấp hả? Giờ đầy nắp cái này nha. Quá đã luôn. Ấy ở dưới kia là mấy bọc ốc đó. Lát nó lấy lên. Đây còn đây, ốc này ốc ốc mới nè. Ốc này ốc mặt trăng chứ. Nhờ ốc này kêu ốc mặt trăng. Có đun luôn nha. Không biết cho nhỏ lớn là ốc hết. Dưới là chanh lấy xả. Cái này ốc mỡ nè. Ốc mỡ to đó, mập. Mập quá thì mập luôn. Cái này ốc gì đây? Ốc hương hả? Ồ, cái này ốc gì đó mà. Chả biết. Ốc gì hoa hoa đẹp đẹp quá. Ốc hương. Cái này ốc hương nè. Ngon nè. Trời ơi, bốn loại ốc rồi nha. Kiếm đây. Đây dừa ấy đồ ít nước và để hấp. Nó còn tanh nước mà. Để phải không? Phải chứ bà. Phải có ít nước, phải có ít nước để nó có hơi. Đổ nhiều quá. Vậy được rồi. Ít thôi. Bếp nào? Thì chơi lớn quá. Đấy. Hôm nay chơi run tới ca. Gì con? Hôm hôm hả? Thôi cho lớn lắm em coi toàn là hải sản không à. Đó, vậy à. Đó. Hải sản tôm hùm Canada với lại cua Canada, tôm hùm bông nữa. Đó. Nguyên cái nồi ốc bốn loại ốc. Hấp xả. Có nóng lẩu. Ốc hương, ốc mỡ, ốc mặt trăng này. Cái còn ốc bông bông này nữa là không biết là ốc gì đây nè. Đây, cả nhà thấy nguyên cái nồi hải sản à. Cái con tôm hùm Canada, cua Canada. Con tôm hùm bông nữa à. Hoài đâu. Mỗi thứ một chút à. Quá đã luôn. Chà bá luôn. To nhờ. Cua Canada nữa. Tôm hùm to. Quá đã. Tôm hùm Canada đó. Trời. Khủng khiếp không? Quá đã luôn. Con này khổng lồ luôn không? Trời ơi, con cua này cũng đã nữa nè. Đó, tôm hùm bông nè. Quá đã luôn, trời ơi. Đặc sản, hải sản. Dẹp cái này đi. Đó, còn đây nguyên nồi ốc nè. Nguyên một nồi ốc luôn. Ốc mặt trăng với lại ốc hương với lại ốc gì, ốc mỡ với ốc gì nữa kìa, hoa hoa kìa. Trời, con ốc mỡ, ốc mặt trăng nó lòi thịt ra kìa, trời ơi. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Quá hành tráng. Đó, giờ gia đình nhập tiệc nữa không? Hả? Con ốc này sao nhỏ xíu nhỉ? Quá đá luôn, nó một mâm hải sản. Ôi ơi, khủng khiếp. Ừ, đó. Ốc nữa nè.
xôi. Đang là đủ loại ốc. Muối. Nướng hả cái gì á? Cá. À, quá đã luôn. Mà xét vô mới ăn được. Mùa hè ngồi ngồi theo kiểu ngồi theo kiểu phong cách ở Việt Nam không? Ăn với là ngon ha. Đó. Có bàn ghế ở trên kia không thèm ngồi nữa. Ngồi theo kiểu phong cách Việt Nam mà ăn cho nó thoải mái không? Ngon nữa. Quỳnh ngồi xuống. À, quá xa trời hải sản luôn. Ngồi xuống đi, con đang bận. Ốc với gì? Cái này lúc mà quay phải ăn mới ngon. Đấy, cả nhà ăn ngấu nghiến rồi ngon. Quá vui luôn thấy không? Có sự tham gia của anh Kika nữa nè, thấy không? Mời, vô. Ủa anh Vinh đâu? Không biết chạy đi đâu rồi á. Tưới chai ở dưới. Mời anh Vinh. Hải sản. Ôi con ốc kìa. Có thêm xoài xanh nữa. Ôi quá đã luôn. Ốc này xoài xanh này chấm nước mắm đường nữa. Thêm ớt khỏi nước mắm đường chấm cái gì ớt ớt tiền ớt gì ớt Tây Ninh nó cũng ngon vậy. Đây. Ô anh đi ca anh nè. Ôi đã chưa. Mình lấy khăn giấy ha. Có bị dai không anh? Thấy có vẻ bị dai không? Nó dầu tan luôn, không dai gì đó. Ừ, ngon lắm. Nè, bỏ vô ta phải chấm vô cái này. Đó, quá đã luôn. Với một mâm hải sản à. Ừ. Cái cá chơi lớn quá, xoài xanh nữa rồi. Trời ơi, con gì bằng nhỉ? Con ốc này to chà bá, cứ phải cắt miếng nhỏ vậy. Ừ, con ốc mặt trăng này nè, to. Hoàng. Hả? Hoàng uống dữ không con, Hoàng uống. Ngồi uống thôi. Ăn cái xoài nè. Ủa sao nãy con tải vô trong câu này chút nữa. Mát luôn. Giờ lôi nó vô một cái thôi, mấy cái bạt này dễ mà. Đang làm việc cái con tôm hùm này. Rồi. Rồi. Rồi mời cả nhà nhé. Quá đã luôn, mời anh Kika, mời cả nhà. Ăn nè. Mời cả nhà đang xem luôn. Nước nè có uống không? Rồi. Đội ơi cái kia, sang đây khăn lau đây. Trời ơi, quay cảnh này giống như đi ra giá ngoại ấy nhỉ. Rồi, mỗi người cái tô ăn kiểu lịch sự, chan nước mắm riêng là... Quá đẻ luôn. Riêng là... Đúng không? Nước mắm riêng đi. Đó. Chúng ta phải lây bệnh của các hoàng của con. Rồi, mời cả nhà nha. Rồi, mời... Ôi, rồi, quá ngon luôn. Ghê vậy. Hả? View quá đẹp luôn. Ủa, Hoàng Đông? Đâu uống bia mới sờn được. Ơi tôm hùm quá đã luôn rồi. Trời ơi, cái con cái mình nó to khổng lồ luôn rồi. Thịt không mà thịt nào. Đó. Đưa chén. Hải sản nhìn bắt mắt quá. Cắt thịt ra cho mình ăn. Mình nồi ốc này nữa. Vậy nó cuốn lại đổ phải. Nhiều chén. Đấy, trứng đây nè. Đây mới là trứng nè. Ờ cái này trứng cái trứng là trứng trứng đấy, trứng đỏ. Với ngon. Trứng đỏ nè. Trời ơi cái mình nó bự quá ha. Con. Ôi cái này cứt nè ba ăn đi. Trời. Nãy ba kêu. Cái gì? Cái gì cứ cái đó là đưa cho anh cái ca ăn hết à ta. Trời ơi. Kinh quá. Ăn đi. Ăn máu rồi nó. Đấy, anh Kika anh đang thưởng thức rồi, quá ngon luôn phải không? Đó. Lên nhiều người ghen. Để vào cái tô đi. Bà có làm lại cho anh chín không? Thôi khỏi ăn. Lại đi. Nhìn hấp dẫn nha, quá ngon luôn. Để làm nguyên một cái nó bự quá. Ủa nguyên cái trứng đen rồi. Lục lại. Thôi, lục lại nó tan nát hết. Không có rồi, ồ quạt. Thôi không được. Lục lại được. Ôi, thôi không có lục ổ. Ăn luôn giống như ăn sushi. Ủa cái trứng á, cái trứng mà kia trứng đang lục lại chứ. Phải lục lại. Mà tính gì bằng nhanh nó lục luôn. Rồi ủng đó. Chứ cái gì cái lo ấy ủng á. Mấy con này chín chưa? Thôi này còn nè. Thôi lục lại hết đi. Coi thử cái cứ bỏ ruột lại hết đi kìa. Thôi cái này ăn được rồi, nó chín rồi nè. Tại vì cái này con này nó bự quá. Xeo cho ba miếng tôm hùm mày xeo. Xeo cho ba miếng tôm hùm mày. Ôi, miếng tôm hùm nhé. Ôi.
Đấy, mời cả nhà. Miếng này có trứng luôn à, quá ngon luôn. Thôi, mời cả nhà. Ừ. Ngon chưa nè? Chấm miếng mắm. Cái này là phần sao. Đi đi xe. Đó. Mấy giờ đi? Đi. Quá ngon luôn, mời cả nhà nha. Đấy, lễ đi bộ chứ cái gì? Con tôm hùm rất ngon á. Ừ. Hả? Thịt rất ngậy, rất ngọt. Đó, có thành viên mới nữa, mới gia nhập à. Vô. Ừ, đàn biến bia với anh Kika. Vô anh Kika. Không nhậu. Quá ngon luôn. Corona đàng hoàng ha, bia Corona. Chị đang bóc cái to con tôm hùng bông nè. Ngon quá. Đúng đây rồi. Là cái con tôm hùng bông nè. Ông nói cái này á, tôm hùng bông này chắc bắt ở Florida nè. Đó, Việt Nam cũng nhiều lắm nè. Tôm hùng bông này. Đó, này cua Canada nè ha. Đó. Tôm hùng Canada nè, đặc trưng là cái càng hai có hai cái càng bự nè, cà bá luôn nè. 10 con bông rồi chứ tôm hùng nó bông bông. Đó. Nè, ăn cái tôm hùng đầu, tôm hùng đi. Con này là sống hồi nãy hả? À, đã luôn. Hay là Hoàng vô đây ngồi. Thì ngồi xích vô. Bữa nay chơi lớn quá. Đúng ra là du ở nhà mà giúp cô coi. Đúng ra là du ở giữa không? Đó, thấy không cả nhà thấy không? Nên mà tại gia đình ngồi tụm lại đây, ngồi trước vỉa hè, trước sân nhà anh đó, anh như là đi giá ngoại đó, toàn hải sản không, trời rất là đẹp luôn, lúc nào cũng nắng, nắng vậy chứ mà mấy ngày nay rất là ấm và mát nha, gió thổi hiu hiu đó, vườn trước rất là lý tưởng luôn nha. Cây dừa cây diếc luôn nè. Đó. Bên kia đây. Không, quay em quay ngược lại mặt em mà. Chứ không thôi, nãy giờ em quay cái bụi cây kia rồi. Cái ăn được không? Không ăn. Bỏ nha. Thôi mình chia sẻ video vậy thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại video tới nha. Quá ngon.